Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại quay trở lại video tiếp theo của anh em mình ngày hôm nay nhá các bạn nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Đấy. Các bạn ạ, hôm nay mình sẽ tổ chức một thử thách tiếp theo các bạn ạ. Đó là thử thách là trèo cây chuối. Trèo cây chuối. Quang đã bao giờ chơi thử thách trèo cây chuối bao giờ chưa? Chưa anh ạ. Hôm nay tôi sẽ tổ chức cho anh em chơi trò thử thách trèo cây chuối nhá. Bạn nào mà nên trèo được lên đến ngọn cây chuối các bạn ạ, và phải ở đấy lâu nhất thì sẽ giành chiến thắng là 500.000 đồng nha. Tôi dạo này ít tiền nhưng mà thôi 500 thôi nhá. Ok. Bắt tay thì ông cháu ơi. Bắt tay ông cháu. Có Quang à, bắt tay ông cháu à. Đấy, này là nếu mà anh nào mà ngự trên đấy được, trèo lên mà ngự trên đấy lâu nhất là sẽ được 500k nhá. Ok. Ăn ít vậy tí nha. Đấy, hôm nay lại thử thách kiếm tiền cho các anh ấy. Và anh em để chuẩn bị vào không lòng vòng nữa, chuẩn bị để cho anh em trèo nha các bạn nhá. Ông Phúc ông Tùng à. Xong rồi bẻ cái kia đi, đừng ấy chứ hầm thế. Người ta chửi chết. Thôi để vậy, tạm vậy. À, đây hiện tại đây này các bạn nhá, Tùng cận cái chuối đấy à? Okay. Cái cao đấy à? Quang chọn cái nào? Cái này anh ạ. Cái này. Đấy, cố gắng đấy nha. Bỏ dép ra anh em phải bỏ dép ra ông cháu ạ, hai ông cháu ạ. Đúng rồi, có cái này không? Quang liệu có vượt qua thử thách này không? Em chẳng biết chơi nữa anh ạ. Đây các bạn thân cây chuối nhá. Tùng nữa rồi. Tùng liệu có vượt qua không đấy? Không ổn rồi. Quang cứ cởi áo này cho nó đỡ ấy. À, chuẩn bị nhá, để tôi đếm nhá. Mới anh em, này, nghe thể lệ cuộc thi chưa? Các ông trèo được mà các ông phải ở trên đấy là lâu nhất. Phúc nhờ. Phúc ơi, ra cổ vũ cho hai anh này. Thế tôi phải đứng đây để xem các anh có gian lận gì không nhá. Không trèo được. Bắt đầu. Cố lên. Chuẩn bị đi. Bắt đầu. Cố lên. Bắt đầu nhá, ông Tùng nhá. Cố lên. Cố lên. Cố lên hai thanh niên rồi. Tiền thưởng bao nhiêu tiền đây anh Chuẩn? Ít tiền thôi, 500.000 thôi. Cố gắng đấy. Đấy vậy. Bóc mấy cái này ra. Ừ, bóc mấy cái đấy. Đấy. Ông chạy ước lắm mấy cái gì? Ma sát. Cái này là ma sát, ông mà bóc nó trơn nó càng trơn. Hiểu chưa? Ông kia bóc kia là rốt rồi. Chọn nhầm cây chuối rồi. Chọn nhầm cây chuối. Anh Tùng ơi, chọn nhầm không? Chọn nhầm rồi. Hả? Trơn lắm này. Đâu. Đâu. Cố lên. Bây giờ tôi có cần sự trợ giúp ông để lên ngọn cây chuối mà phải ở đến đấy lâu nhá. Ông Phúc à, và trợ giúp cho anh em đun hai anh em này lên trợ giúp chơi trợ giúp lên trên đấy xem nào ở trên đấy lâu nhất. Thì chia sẻ tiền đúng không? Ừ đúng rồi. Nào nhanh Phúc à, đun đít cho hai thanh niên này lên. Toàn có mìn như này. Nhìn đây. Bây giờ đun cho Tùng trước đi. Lên này. Quang hỗ trợ cho Tùng lên trước xem ông nào ở trên đấy đâu rồi. Hai chân đấy. Ôm mà nó. Bám mà như đặc công này. Không đặc công được. Lên. Đẩy mạnh ra. Đẩy đít lên cho nó ôm à. Ông phải ôm mà, ôm chặt vào. Chỉ cần lên đến nửa đấy xem ông nào bám được lâu nhất. Quang lên đi. Đây, ông trèo lên đây. Trèo đây á? Trèo ngả ngả cái nó mới dễ trèo kìa. Đấy. Đối cái chuối làm trèo lên. Nào, lên. Cái này không chơi nữa, bóc cái. Đừng bóc, bóc mất là ma san. Lên. Xem người nào là ngự trên đấy lâu nhất nào. Cố gắng đi. Bỏ lên. Được rồi. Cố lên nào, anh em cố nào, cố gắng nào.
Anh Tùng cố gắng bám nửa cây mà xem ông nào là dùng thể lực của mình là ai là lực nâu nhất nào. Cố lên nào, cố lên, bỏ dép ra, bỏ dép ra. Cố lên nào. Khó lên. Cố lên. Đây Phúc quay đi để bố ấy nhá. Để hỗ trợ cho hai thanh niên này lên xem ông nào ngự trên đến đâu. À. Quang cảm nhận thế nào? Anh ạ. Tao đấy vui. Tùng kia là Tùng các bạn. Tùng cố thế nào đây các bạn, cây chuối của Tùng nhá. Anh vớ được cái dây chuối này, chắc vết. Ôm chặt vào. Không có là người thua cuộc ấy. Đây cây chuối của Tùng nhá các bạn nhá. Ừ, cố gắng lên. Cố gắng. Cố lên nào, cố lên, cố lên, cố lên. Ai xem ai sẽ là người đứng lâu nhất. Ông nào lâu nhất. Cố lên, cố lên. Cố lên anh em ơi. Ai hốt mà. Trời mẹ. Các bạn. Đấy mọi người nhìn xem, Tùng chắc quyết kìa khôn. Tùng Quang sao không cố tí nữa. Mệt tất anh ạ. Các bạn ạ. Tùng vậy là còn cự được đấy, gần rơi xuống đất không. Các bạn ơi, vậy là Tùng thi với Quang là Tùng giành chiến thắng các bạn đấy. Sao cảm nhận thế nào, có kiến cóc nhỉ? Có, cắn tinh. Đâu Quang nào kiến đâu? Đầy người. Đấy, kiến này các bạn à, bầu hết vào người Tùng này. Vậy trưởng ấy. Đấy các bạn. Đây. Quang sao không cố tí nữa? Mệt đấy anh ạ. Sao không cố tí nữa? Đã bỏ nhiều đạn đấy. Đấy các bạn ạ, vậy là clip này anh em mình đã dùng thử thách để xem ông nào là thể lực khỏe nhất nhá. Cuối cùng là Quang vì sao thế, tớ tưởng Quang vì sao giành chiến thắng được các bạn. Đấy. Mẹ mày, nhưng mà vì sao cuối cùng là Tùng. Cảm nhận thế nào? Ui. Mệt. Mỗi người được 500. Đây 500 ở đây nhá các bạn nhá. Để tôi giơ cho mọi người xem. Giơ mọi người xem thì căng ra. Thôi sao khuyến khích với Quang thì cũng có 100.000 cho. Đấy. Đấy, đưa cho Quang, đưa cho Quang, đưa cho Quang. Hãy giơ lên nào. Đấy. Đây là động lực nhá. Ơ, cho Quang 100 cơ mà. Đấy, đây là động lực để cho Quang nhá và thi đấu nhá các bạn nhá. Đấy. Cuối cùng là Tùng nhận được 500.000 thế để tớ đầu tiên tớ tưởng Quang được, thế là không được. À, cố tí nữa ầm. Phí đi. Kiến nó cắn đầu rồi. Hả? Kiến nó cắn. Kiến là cây chuối à? Quang có bị đâu nào? Chui cây chuối em cái đấy tay rồi. Dạ. Bây giờ anh em mình về tắm nhá. Thôi anh em mình xin tạm dừng clip nhá. Nếu các bạn thấy clip anh em mình vui nhộn hãy ủng hộ cho anh em mình nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào các bạn nha. Nóng kiến lắm. Không vấn đề gì. Kiếp người Tùng tán hơi. Đi về tắm, đi về tắm. Tiếp tục nghe xem thử thách với Quang lâu nhất nào. Bỏ đầy nưng rồi. Không. Phủ nhân. Cái nghe nó bỏ đi cả mặt.